Ngài là sự mạnh sức khi mà chúng ta yếu đuối. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã cùng chúng ta và dẫn dắt chúng ta đến hiện nay. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài. Cảm ơn Chúa vì những lúc mà chúng ta không làm được thì Đức Chúa Trời chúng ta là đấng làm được, và Ngài là đấng gìn giữ tôi và quý bạn trên của chiều nay. Cảm ơn Cha, chúng con yêu mến Chúa và cảm ơn Chúa vì Ngài là tình yêu, Ngài là sức mạnh, Ngài là sự tươi mới và Ngài là sự dẫn dắt của chúng con, Ngài là sự bình độ của chúng con của chiều nay. Chúng con cảm ơn.
Lạy Chúa bao nhiêu cũng cùng cài lòng thật lòng chúng con đã phải đi mặc cảm tội lỗi để chúng con đến gần Chúa và hiện Chúa một điều này cảm ơn Chúa. Làm thân tư con đến Chúa.
Chúa chiều nay cảm ơn Chúa thật cả là Chúa Giêsu chúng con cảm ơn Ngài con lòng chúng con tôn vinh
thánh toàn năng toàn tri toàn thiện và cảm ơn Chúa ngài dạy dỗ dẫn dắt chúng con dưới dòng nhân sự của ngài. Cảm ơn Chúa, chúng con không đi theo Chúa bởi cảm xúc nhưng mà tấm lòng chúng con khao khát ngài, tấm lòng chúng con trỗi dậy để ngợi khen tôn vinh Chúa, tâm linh chúng con tràn đầy thần linh của Chúa, thần linh của sự sống, thần linh của sự tài trị. Chúng con cảm ơn Cha vì ngài là đấng chữa lành, cảm ơn Cha vì ngài là đấng tiếp tạ, cảm ơn Cha vì ngài là đấng mà cung ứng tất cả những nhu cầu cho dân sự của Chúa. Còn ngài đại diện chúng con bằng tình yêu của Chúa và ngài lập chúng con, ngài để chúng con thế gian này làm sáng danh của Chúa vì có sự hiện diện của ngài. Chúng con cảm ơn Cha, chúng con được phước, được yêu và được đại tẩy trị, được đại diện thần linh của ngài, sự ngợi khen, sự tôn trọng ngài trong mọi miền. Chúng con, chúng con cảm ơn Cha, chúng con yêu mến Chúa, chúng con cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng mình chung với mình trên lạy Cha, chúng con trên trời. Danh Cha được tôn vinh, nữ Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trên trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con đã tha kẻ phạm nên lại cùng chúng con. Xin cho để con bị cám dỗ xong cũng giúp con khỏi điều ác, vì nước quyền vinh hiển được thuộc về Cha và đời vô cùng. Amen. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, xin mời quý vị bằng chân ngồi. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng ta tạo hưởng Chúa sẽ lấy tiền dành với mình. Cảm ơn.